không nên giết hại chúng sanh. Người đời thường nói, thà nghèo mà mạnh giỏi, còn hơn giàu sang mà đau ốm. Mọi vật sanh ra trong vũ trụ, không có con vật nào mà không sợ chết, sợ khổ đau và bệnh tật. Thế nên tha mạng chết cho người, ân xá, cho vật, không sát sanh là một ân huệ lớn. Loài vật sắp bị giết mà được tha thì nỗi vui mừng không thể tả được. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, như khi chúng ta thả một con chim sắp bị cắt cổ nhổ lông, thả một con cá sắp đem chặt kỳ đánh dẫy, chim được sống vui mừng bay nhảy, cũng như cá khỏi chết hớn hở lội bơi. Vậy không giết hại chúng sinh mà còn thả chúng sinh là nghiệp lành đứng hàng đầu trong 10 điều lành. Chúng ta ai cũng ham sống sợ chết, lẽ đâu lại cướp mạng sống của loài vật? Thử hỏi, chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh con vật, xem chúng ta có còn lòng dạ nào giết hại chúng không? Đừng mượn câu vật dưỡng nhân mà cho rằng trời sanh ra con vật để cho mình giết nó ăn thịt. Vậy nếu vào rừng mình bị cọp ăn, thì có phải ta là nhân dưỡng vật không? Chớ có lý luận theo kiểu ăn thịt chúng sanh mà tạo cho đôi tay luôn giấy máu và tâm hồn trở nên hung ác. Hãy quan sát và so sánh. Chúng sanh dãy dụa trên thớt, dưới dao, còn chúng ta lăn lộn trong cơn bệnh ngặt nghèo, cơ thể rã rời đau nhức. Niềm đau nỗi khổ của chúng ta và nỗi khổ đau của muôn loài cũng giống nhau không khác. Muốn không giết hại chúng sinh, chúng ta hãy chế ngự và khắc phục tâm mình. Đừng chạy theo sự ăn ngon của khẩu nghiệp mà tạo tội lỗi, máu đổ thịt rơi như núi, như biển. Hãy quán chiếu nỗi khổ của chúng sanh cũng là nỗi khổ của mình để tránh không sát sanh. Người tu còn phải quán chiếu ăn thịt chúng sanh như ăn thịt con mình, vì con vật hôm nay bị giết mà tiền kiếp lại là ông bà cha mẹ của mình. Theo luật nhân quả, sát sanh là cái nhân của bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn. Nợ máu xương phải đền bù bằng máu xương, dù trốn đi đâu cũng không khỏi. Kinh 10 điều lành dạy, nếu ai không sát sanh thì sẽ được 10 điều lợi ích như sau. 1. Tất cả chúng sanh đều kính mến. 2. Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh. 3. Trừ sạch thói quen giận hờn. 4. Thân thể thường được mạnh khỏe. 5. Tuổi thọ được lâu dài. 6. Thường được người tốt giúp đỡ. 7. Ngủ ngon giấc và không chiêm bao ác mộng. 8. Trừ được các mối thù oán. 9. Khỏi bị đọa vào ba đường ác. 10. Sau khi chết được sanh lên cõi trời. Thật vậy, kẻ nào biết làm lành, làm phước, thường giúp đỡ, săn sóc người nghèo khổ, bệnh tật, tai nạn, khổ đau, vân vân, thì tự thân mình ít bệnh tật, ít tai nạn. Nếu ai biết lo tạo phước lành, thì ngay trong đời hiện tại, thân thể được khỏe mạnh, tinh thần được thơ thới và tâm hồn lúc nào cũng an vui. Nếu thấy người nào được sung sướng, an vui, ít bệnh, thì ta phải hiểu rằng đây là cái quả do nhân lành đời trước và của đời này mà người ta được như thế. Là Phật tử, thọ năm giới hay 10 giới cũng đều có giới không giết hại chúng sinh đi đầu. Không giết hại mọi vật là hành động từ bi, là đang học theo hạnh nguyện từ bi của chư Bồ Tát đối với vạn vật trong vũ trụ. Học hạnh từ bi của Phật thì chẳng những chúng ta không giết hại mọi vật mà còn phải thực tập ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Người xưa đã nói, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Thấy nó đang sanh sống
thì không thể nào nhẫn tâm giết hại cho đành. Chúng tôi biết có nhiều người ở miền quê hiểu đạo Phật, nhưng khi nuôi con gà, con vịt thì họ không muốn ăn thịt chúng vì thấy thương. Thấy thương nên chúng ta phải ăn chay, ăn rau đậu, không ăn thịt cá. Lúc đầu thì mình ăn chay kỳ, mỗi tháng 2 ngày, sau đó lên 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Rất nhiều Phật tử sau một thời gian ăn chay một tháng 10 ngày thì họ ăn chay kỳ, nghĩa là mỗi năm ăn chay suốt tháng Giêng, Thượng Ngương, tháng 7, Trung Ngương, tháng 10, Hạ Ngương. Người tu sĩ xuất gia theo Phật, mỗi khi ăn còn phải tam đề ngũ quán. Tam đề là ăn 3 miếng cơm lạc trước mỗi bữa ăn và thầm nguyện. Nguyện đoạn các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Tại tu viện Chơn Như thì tăng ni và Phật tử nguyện như sau: nguyện sẽ không làm khổ mình, nguyện không làm khổ người, nguyện cho tất cả chúng sanh không gây đau khổ cho nhau. Ngũ quán là: trong bữa ăn hôm nay, con nghĩ đến công lao khó khổ của bao nhiêu người làm nên thức ăn này. Nguyện cố gắng tu tập tốt để xứng đáng thọ nhận những thực phẩm này. Nguyện ngăn ngừa những tật xấu ác, chỉ xin nhận thức ăn vừa đủ để nuôi thân. Vì muốn thành tựu đạo giải thoát và cứu độ chúng sanh, nên con xin thọ nhận thức ăn này. Người tu sĩ của đạo Phật khi đi kinh hành còn phải lưu ý tránh dẫm đạp làm chết cỏ. Cỏ cây còn không làm tổn hại thì có lý nào lại giết hại mạng sống loài vật cho đành. Cho nên người nào làm đồ chay mà đặt tên đồ mặn như thịt kho tàu, gà xé phay, thịt gà xào xả ớt, xá xíu, tôm kho, mắm chay, vân vân là còn tâm thèm ăn mặn. Người đệ tử muốn thoát sinh tử luân hồi mà còn ăn mặn thì tu ngàn đời cũng không giải thoát. Nếu ai bảo rằng Phật cho phép chúng ta, kể cả các tu sĩ, được ăn thịt chúng sanh, nếu ăn không thấy, không nghe, không nghi, thì đó là lý luận của người sao để biện minh cho cái tâm thèm thịt, hợp thức hóa chuyện ăn mặn của mình, nghĩa là không giữ được giới cấm giết hại chúng sanh. Trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật không có dạy điều đó. Đây là lời chân thật, xin các Phật tử phải ghi nhớ và hành trì để được phước báo và tu tập có kết quả tốt. Trong kinh Nguyên Thủy, bài kinh Jivaka dạy: người cư sĩ cúng dường Phật và chư tăng bằng thực phẩm động vật thì có 5 điều phi công đức. Thế sao các cư sĩ lại cúng dường thực phẩm động vật cho chư tăng? Như vậy có đúng không? Đức Phật đã cấm đệ tử cư sĩ giới thứ nhất không giết hại chúng sanh. Thế sao các cư sĩ lại sát sanh, cúng dường thực phẩm động vật cho chư tăng? Điều này có trái và mâu thuẫn lại với lời dạy giới cấm của Đức Phật chăng? Tóm lại, đạo Phật là đạo từ bi, thương yêu tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh, kể cả cầm thú, côn trùng, cỏ cây, đất đá. Người đệ tử Phật giữ giới không giết hại chúng sanh là giữ gìn đức hiếu sinh. Thử tưởng tượng một ngày mà chúng ta không ăn thịt thì biết bao nhiêu sinh mạng được thoát chết. Nếu chúng ta có làng trường chay thì mọi người đều giữ giới sát sanh thật dễ dàng. Người người giữ giới không giết hại chúng sinh, nhà nhà giữ giới không giết hại chúng sinh thì làm gì có chiến tranh gây cảnh máu đổ thịt rơi, cửa nhà tan nát. Ngày xưa, vào những ngày rằm lớn, tại chợ Lâm Hoa, Tây Ninh, vùng tôn giáo Cao Đài, không có một nơi nào bán thịt, quả là một điều hy hữu. Giết mạng thì phải đền mạng, đó là luật nhân quả. Thế nên Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ, sau khi quy y thì phải từ bỏ 6 nghề, cũng là để trau dồi đức hiếu sinh vậy.
không giết hại chúng sanh mà còn đem chúng sanh ra thả thì phước đức vô lượng. Để kết luận bài này, chúng tôi xin ghi lại đây bài thơ của Cổ Đức để sách tấn mọi người con Phật cố gắng hành trì giới không giết hại chúng sinh, để đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho muôn loài chúng sinh. Hàng ngày trong bát cơm ăn, oán sâu như bể, hận bằng non cao. Muốn xem binh lửa thế nào, hãy nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Đúng vậy, qua bài kệ này chúng ta thấy cuộc sống của con người không bảo đảm. Những tin tức khắp nơi trên thế giới qua báo chí và điện đài truyền hình đã cho chúng ta biết gió bão, lũ lụt, động đất, núi lở, người chết, nhà cửa tan nát, không nước này thì nước khác, và hơn nữa chiến tranh, người giết người, không nơi này thì nơi khác. Hình ảnh tang thương như vậy, thế mà con người còn chưa thức tỉnh, cứ mãi mê sống trong 10 điều ác. Nhân quả rất thực tế, dân chài lưới là những người chết nhiều nhất trong những năm gần đây. Hễ có lũ lụt là có hàng trăm người chết trôi. Bởi vậy, người nào chuyên nghề đánh cá thì không tránh khỏi nước cuốn trôi xuống sông, xuống biển để làm mồi cho cá tôm ăn thịt. Nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát. Tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, bèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó tôi đi các bệnh viện lớn khám, bác sĩ nói nếu không mổ ngay
thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Nhưng đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Hai, Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng, nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với 5-3 bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dù ông đi khắp nơi cầu trị,
nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sao bị xe đụng chết? Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và 4 chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ác có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp. Hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại, vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này, luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế, mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn bị thương trầm trọng khiến ai cũng tưởng tiêu đời, lại phát sinh kỳ tích sống được. Sau này, khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ, càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những quan trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả.
Trước tiên xin khởi vụ án làm cho tôi nhức óc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài, nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó, y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra. Nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó, hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiêu đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch, nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng, kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ của tôi nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc đầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi quay về, vì nghĩ thuốc đầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà dịch. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép, sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án
khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật, bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh ở công ty khai thác khoáng sản, mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi, thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi bị viễn xứ này. Việc mỏ than đổ sập, sông hơi độc, là một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công dân là có thể cho qua. Nhưng xui là, đúng vào lúc toàn quốc lại có lệnh đài kiểm tra buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu lên. Bộ điệu lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố: "Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi." Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng hớn hở, muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật sỏi bỗng nhiên phát tác nghiêm trọng. Mặc dù Bộ Tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm. Nhưng ông cũng không thể vào nhà giam, bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp, nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt,
mắt ông mở rất to, như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần, ông hỏi tôi, anh tin nhân quả không? Tôi nói rằng đương nhiên là có rồi, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký vùng vụt. Chúng tôi thường gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tuy tôi xuất thân từ gạch y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt khổm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn vô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương vô lên, hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị va chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay của ông càng khiến cho người ta không dám nhìn, ốm tông ốm teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng của ông giống như là cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ cho người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông, tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập, là khó sống nổi. Thế mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị nỗi đau hành hình. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ mong ước duy nhất chỉ là một điều, được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc, nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt 10 mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết, không nghi. Nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông giờ hộ lý gọi điện mời tôi đến. Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe một câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 20 năm trước, lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành pháp luật, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. Nhờ vậy, ông không phải trả lương gì cả, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trông chừng đám công dân này, thế là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, ông cho lắp giếng than đó lại, bỏ mặc đám dân công bị nhốt, đuối mệt, đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng, họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ giày vò đau đớn như thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản của ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng, lở loét rách rữa. Đến cuối cùng, trên mình của ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét, lầy lùa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể,
Sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ra bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy vụn, da thịt bị nát rửa ung bủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Chuyện kể tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Câu chuyện này mang tên Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh của cấp trên. Phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn. Ngay dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cây cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao. Sợi dây thắt chặt tới xương cổ bị gãy. Điều tra về nhân thân lý địch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc trên rỉ, hướng tới cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian dối với cô X. Ông chồng nghe vậy nổi tức lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư đại ý như sau: anh hãy về mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi đến lúc ông về thì phát hiện thằng bé con đã chồi đạp khiến mền rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, ngã lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi vùng vặt mà dẫn đến mất hai mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm án này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thiêu dệt, nói thị phi, không có duyên cớ gì cũng đụng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc và đặt điều, nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ, giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin vịt mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói rằng ông Lưu rất ưa thiêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn, gây gãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở, khoái chí. Ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì làm tin lời hoang đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát vùng đó báo cho tôi hay ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ,
ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tìm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bỏ ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình. Đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ấm cực thấp, hễ quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi của ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này đã bị gắm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố rằng từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả vòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc do những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học, tôi luôn tôn trọng. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện ra chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói nghiệp lực chúng sinh không thể lường, rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Dĩnh. Ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả giòm miệng ông, bộ phận cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lổng rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt, cùng ném đá làm dở kính các xe hơi, hoặc ném đá làm dở kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm dở kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc, lộc, quyền bị sạc, mà người tạo ác, ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn có thể chiêu dời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả, do không am tường nên người ta mới phạm tội. Vì vậy, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này thì không cần có kẻ giám sát,
người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành thiện. Ác báo của vu khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên, anh chạy đến xin lỗi tôi. Vì 2 năm trước, đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu, chết rất thảm. Riêng bác Thơm do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã 10 mấy năm. Bây giờ dẫn các con trở về, đến giao cho anh cả một tờ di chúc là bút tích của vợ bác hai. Trong đó có 2 hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng, đặt chuyện sằng bậy, hủy danh tiếc người. Ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong, liền té quỵ xuống và bật khóc to. Sau đó hướng về em trai dập đầu xin lỗi. 2 anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa, vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai, vốn ưu tú, giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai, giữa phu thê cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan, nên tức giận căm phẫn cực cùng. Bà cắt máu tai viết di thư, rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn 2 con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không quay trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo, phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị của vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người, lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận, cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới nhầm vợ không hiền, độc mồm độc miệng xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên, thì sẽ di họa đến con cháu.
mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư chứng nghiệm dạy: hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp, xin hãy xem chuyện vợ Bát Cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiện tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều. Chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là dành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao. Gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch. Hễ thấy cụ cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra. Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ cố qua đời, có lần cột báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cụ cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thường lấy nước sôi hòa với thuốc tạo thành thuốc nước, sau đó dùng kim tiêm bơm nước thuốc này vào trong bụng dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó tôi còn đi phát tổ khiến, bắt dế, tôi chế nước cho ngập hang, sau đó đắp bùn làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên,
trong nhà tôi nuôi chó liên tục. Vì nuôi con nào chết con đó, nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người. Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. Vì vậy mà mấy năm trước tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh thì tai sưng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được, cả tay chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách, nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp, nhưng chẳng hiệu quả chi, ngược lại bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi mới hiểu ra tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. Chính giờ học Phật, lễ Phật mà gần 2 năm nay chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ tai của tôi vẫn còn nứt nẻ, nhưng thuyên giảm nhiều. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay mỗi khi gặp thực bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng tôi muốn cảnh báo mọi người, ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật Pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy, nên thường bị khởi dục và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nước là tôi khởi dục ngay và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hễ dâm niệm dục vọng tới thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thối xấu này thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay tự thỏa dục nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục, sức khỏe cũng kém. Vì tinh lao lực tổn cộng thêm lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng, tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn rồi lại thấy có tội còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Nhờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối, sau đó được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi tôi liền niệm thầm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong tôi lại quỳ tiếp, xin Ngài gia hộ cho con dứt trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và quỳ như thế liên tục, kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết. Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm 2-3 lần, sau đó suốt 2-3 tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. Việc này phải cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có Ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm mê vô phương tự cứu. Khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo Pháp, tôi không dám bàn huyền nói dịu nhiều, chỉ thấy là
kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và kham được. Tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa. Chư vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi từng phạm, thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người. Hôm nay tôi thu hết can đảm giải bày ra hết, vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc. Nếu tôi không được biết đến Phật Pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm. Nhưng giờ tôi được nghe Phật Pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, thệ nguyện đổi mới bản thân, nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho con người. Tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, chân thành chia sẻ, hy vọng mọi người cảnh giác, xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm, vì đó là tử lộ. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn lườm thượm này của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, đáng khinh, thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều, bởi tôi xứng đáng bị như thế. Tôi không trách quý vị, mà còn phải cảm tạ nữa. Nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác, giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai, thì không còn gì quý bằng. Cầu chúc quý vị phẩm hạnh sạch trong, giới luật nghiêm trì, thân khẩu ý hằng thanh tịnh, tâm luôn hạnh phúc. Người sám hối, kính bút ngày 8 tháng 10 năm 2012, lúc 11 giờ 52 phút. Tình chấp uyên ương. Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ một tôn giáo nào, nhưng 7 năm trước đã xảy ra một việc lạ lùng làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc vẫn còn mơ màng ngái ngủ thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình. Thế là tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu nhem nhuốc. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại có đủ dũng khí để mà vung tay tát mạnh vào mặt nữ quỷ. Tôi đánh đến nỗi nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau đó thì đến phiên tôi, nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đồng bị trúng tà. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy làm phép trục quỷ, nhưng chẳng ăn nhầm gì, hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật, khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật Pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng, cần lưu y, chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Thế là chúng tôi đến với Phật giáo. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ Địa Tạng rồi, thì một đêm nọ tôi nằm mơ, thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc, kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe. Té ra, mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi. Do kiếp đó, cô đã treo cổ tự vẫn chết, nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông, nhưng lòng rất uất phiền, bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh. Té ra là tại con quỷ cái này, đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi. Tôi nhất quyết không nhượng bộ, biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng. Hễ gần đến giờ đó
là bắt đầu gõ chuông niệm Phật sùm lên. Do Trường Kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy vào nửa đêm để niệm Phật hộ vệ chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy ngót 2 năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu, mà là do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ kiểu này mãi thì xem ra tôi chịu hết thấu rồi. Do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm nên bệnh tim của tôi càng kéo dài, khó có thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ chồng tôi đồng quyết định vào tháng 4 này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trước. Lần này ả đã nhập thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. Thú thực là mấy năm nay cùng với ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá đuối mệt lẫn thương tâm, nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ thôi thì cam nhận một đao của ả để kết thúc hết mọi ân oán, chỉ mong ngay đây được vãng sinh cực lạc, rũ bỏ hết mọi nỗi sầu đau. Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ, con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời mình qua đôi tay của chồng tôi, thì bỗng nghe keng một tiếng. Hóa ra nữ quỷ đã ném đao xuống đất và rầu rĩ nói: "Giết ngươi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục." Thiệt là khổ phiền quá đi. Bây giờ đến lượt tôi phát khùng. Tôi túm lấy xác thân của chồng tôi đang còn hồn nữ quỷ gá vào bên trong, đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong. Bị buồn phiền hành tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đó. Kết quả sau đó, đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu. Nó khóc kể rùm beng bên tôi, than rằng: "Trong chùa có tượng Ngộ Pháp canh giữ, tôi không cách chi vào được." Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức tôi chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng tôi đành đăn đỉ thỉnh cầu sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập bàn siêu độ cho nữ quỷ giùm. Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về cực lạc. Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thù thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới quy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được ngút mắt cho cả ba, hai người một quỷ. Chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau: đôi chim uyên ương. Nhiều kiếp rất lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngủ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một thằng bé hay tới hồ và phát hiện ra đôi chim này. Nó thường đem thức ăn đến cho chúng, trải qua một thời gian dài. Ngày nọ khi tới hồ chơi, thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn buồn rầu, chẳng thấy con mái đâu. Thế là nó tìm khắp nơi và phát hiện trên không trung có một con chim ưng hung ác đang quắp lấy con chim mái bay xa. Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống. Nhưng con chim trống vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Hôm sau, thằng bé ra thăm chim trống, nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau, thì chim trống chết đi. Thằng bé rất buồn, đành mang con chim trống đi chôn. Từ đó nó không ra hồ chơi nữa. Uyên ương đầu thai. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm. Đôi uyên ương luân hồi vần xoay, cuối cùng cũng được tương ngộ. Chúng đồng sinh vào cõi người. Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ,
và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình khăng khít. Ngày nọ, người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội, tới nỗi cô dâu nhất thời chỉ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng, nên nữ quỷ này một bực đi tìm Đức Lang Quân trong gốc ngàn thống khổ. Qua từng lần luân hồi lục đạo, mãi cho đến mấy trăm năm sau là đời hiện tại đây, người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là thằng bé thuở xưa từng cho đôi uyên ương ăn, kiếp này đã mang thân nữ. Do nhân duyên chín mùi, tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa kết thành chồng vợ, còn nữ quỷ đang quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái. Suốt mấy năm trời cả ba chúng tôi cùng quần thảo, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Té ra đây là một trường nhân duyên hội hợp tạo thành bi hài kịch. Dưới Phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lường, tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được mấy điều hay, xin được ghi để đồng chia sẻ cùng với mọi người. 1. Ăn chay được nhiều lợi ích. Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Thứ nhất, bệnh nặng dễ chữa. Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến mức không còn lực miễn dịch. Nhờ trường trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường, bác sĩ khen quả là kỳ tích. Việc thứ hai, phúc báo tăng thêm. Từ khi tôi ăn chay rồi, một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã. Bởi người ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vướng bệnh chỉ cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rất rẻ, hàng ngày vợ chồng của chúng tôi ăn không hết 10 đồng. 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 Có một ông nọ ở thôn X, tỉnh Hà Bắc, con gái đã xuất giá, con trai đi lính đóng tại Tứ Xuyên. Trong nhà chỉ còn hai ông bà. Lúc đó vào thời kỳ mới cải cách, nhiều gia đình bắt đầu giàu phất lên. Ông này tuy trong nhà y thực không thiếu, nhưng thấy nhà người khác phát tài, trong tâm cũng háo hức, nồn nao theo. Thế là ông lo tính toan, phải làm gì đó để cũng phát tài như thiên hạ. Một chiều nọ, sau khi làm ruộng xong, ông chưa chịu về nhà. Ác báo, ác báo, ác báo, ác báo, ác báo. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Nghiệp Cũ Khó Tiêu. Thuở xưa, tại nước Kế Tâm, thuộc miền Bắc Ấn Độ, có một vị thánh tên là Ly Việt, vang danh là bậc tu hành chứng quả. Khi tuổi còn thơ, Ngài đã biết được mạng sống mong manh tạm bợ, cuộc đời vô thường khổ không, vô ngã, nên xin xuất gia học đạo. Khi trưởng thành, lại tìm vào núi sâu, ẩn mình tu tập khổ hạnh, chẳng bao lâu chứng được quả A-la-hán, đủ 6 phép thần thông. Tuy chứng đạo, song Ngài vẫn ẩn tu nơi núi rừng, nhiều người hay biết tìm đến cầu xin học đạo. Ngài thường quán xét căn cơ đệ tử, rồi tùy bệnh cho thuốc. Hàng trăm đệ tử của Ngài cũng chứng quả A-la-hán và đi khắp nơi để giáo hóa chúng sinh. Chỉ còn Ngài, vị A-la-hán già ẩn tu trong núi. Một hôm, vị A-la-hán đi việc làm vệ sinh nơi khu hang động, thấy chiếc y bá nạp của mình đã bạc màu trắng, Ngài vào núi tìm vỏ cây, lá cỏ về để nhuộm chiếc y màu xám trước, sau đó đem y bỏ vô nồi nấu nhuộm. Giây lát, lão la-hán mở nồi, dùng hai cành cây nhỏ trở chiếc y cho đều. Hóa ra, y ấy đã trở thành da trâu. Rễ cây lá cỏ lại biến thành thịt trâu, nước nhuộm trở thành máu, thịt trâu phát ra mùi lạ lùng.
Vị La Hán thấy vậy thở dài: nghiệp chướng của ta đã tới rồi, luật nhân quả không thể nghĩ bàn. Người sống để thân khẩu ý buông lung tạo ác, nhân quả báo ứng đuổi theo không bao giờ mất. Bất chợt lúc ấy có người nông dân dưới núi chạy đến la lối quát tháo: này lão hòa thượng, ông là người xuất gia, sao lại phạm giới sát? Trong núi có nhiều chó heo rừng ăn không đủ sao mà lại giết con trâu cày của ta nữa? Mới sáng nay ta vừa dắt con trâu nhà lên đây ăn cỏ, chốc lát lại không thấy đâu. Tìm khắp nơi thì ra ông đã bắt giết nó để làm thịt ăn. Nông dân kia mang nồi thịt trâu đi và bắt buộc lão tỳ kheo phải theo ông đến trình diện với vua. Ngày xưa đời sống con người chưa đủ tiện nghi nên chưa có quan đường như sau này, nếu ai cần minh oan điều gì thì đến cầu xin thỉnh vua xét xử. Phu nước Kế Tân hỏi nguyên nhân sự việc thư kiện, người nông dân trình bày việc mất trâu. Nhà vua hỏi lão tỳ kheo có đúng là bắt trâu của người giết thịt ăn không. Lão tỳ kheo thưa: đại vương, đây là oan khuất của tôi, thật khó dùng lời biện minh cho được. Nhà vua phán quyết: bị cáo không biện minh, lại thêm chứng cớ rõ ràng, tội trộm khó tha, đã là người xuất gia mà còn tạo tội sát sinh, lại thêm phạm giới trộm cắp, cả hai đều là giới căn bản của đạo, đứng về mặt pháp luật cũng như giới luật đều không cho phép, nên tội này nhất định không tha. Cuối cùng lão tỳ kheo ly việc, bị xử án ngồi tù 12 năm. 12 năm trôi qua, tính cả thảy 4.380 ngày. Trong nhà giam, lão tỳ kheo luôn an ổn, siêng năng lao tác và tinh tấn tu hành. Sự khoan hòa, nhân nhục và định lực do công phu tu hành tỏa ra từ âm thanh tịnh của người đạt đạo đã khiến cho quân lính cai ngục đều khâm phục và hết lời tán thán. Ngày mãn hạn đã đến, tất cả các đệ tử trước kia đồng tưởng nhớ đến sư phụ. 100 vị đệ tử La Hán nhờ sức thần thông nhận biết ân sư vì nghiệp quả nên đã ngồi tù suốt 12 năm. Giờ đây, cả thảy dùng thần thông bay đến cung vua, đứng trên không đánh trống chờ đón sư phụ. Nhà vua thấy có nhiều người thần thông quảng đại đứng trên không phía trước nhà lao nên trong lòng kinh sợ, vội đến ngục thả lão tỳ kheo ra. Sau khi ra khỏi ngục, lão tỳ kheo bay lên hư không, phóng ra ánh sáng lớn cùng các thứ thần thông, biến thành nhiều thân. Lúc đó, ai nấy đều trách nhà vua xét xử không rõ ràng. Song lão tỳ kheo ngăn cản: không nên oán trách như thế, đây chính là nghiệp báo mà ta phải trả cho xong. Lão tỳ kheo ly việc, liền kể lại nhân duyên tạo nghiệp của mình cho đại chúng nghe. Thời quá khứ, một kiếp tôi sinh làm nông dân. Ngày kia tôi bị mất trâu nên tìm kiếm khắp nơi. Khi ấy, trong rừng không có ai ngoài một người xuất gia đang ẩn tu. Tôi vì mất trâu nên cũng mất hôn, cứ đổ thừa đại cho người bắt trâu của mình dẫn đi giấu. Do tâm ngu khởi nên tôi đã dùng nhiều lời ác độc quấy nhiễu người tu kia trong 12 giờ liền, rồi đánh đuổi vị ấy ra khỏi núi, đem giao cho nhà vua giam cầm trong ngục. Thời trước tôi tạo nghiệp 12 giờ, nay phải ngồi tù 12 năm, giống như mượn tiền sinh lãi, càng để lâu thì càng lãi tăng. Ngày nay tôi phải trả nợ nhiều gấp 8.000 lần. Nếu như có ai hết lòng tu thiện tạo công đức, nên nhớ là tuy mất một nhưng lại được muôn ngàn phước báo. Và nếu buông lung tâm ý thì chỉ cần một chút sai lầm thôi, khi hội đủ duyên phải chịu đền nợ chứ. Mắng người tội ấy ngày càng tăng, tâm ác ngu si điên đảo sanh. Một vốn ngàn lời sinh sôi mãi, hối hận đến đâu tội phải đền. Dùng lời hủy báng hoặc dùng giấy bút mắng chửi người xuất gia, quyết định người này phải đọa địa ngục vô gián. Nếu tạo một khẩu nghiệp thì quả khổ gấp đôi. Chúng ta không nên tạo nghiệp để phải thiếu nợ mọi người như thế. Khẩu nghiệp là một nghiệp ác trong thập ác, tội này thật không gì sánh bằng. Rất nhiều kinh Phật được nói về tội ác khẩu. Nếu người đối với Phật Pháp Tăng tạo khẩu nghiệp, nên phải mau chí hướng tâm về Tam Bảo, thành tâm sám hối, bằng không về sau tội nặng không tính được.
con người rất dễ gây tạo khẩu nghiệp, tạo nhiều nghiệp miệng như núi lớn. Chúng sinh ngu si thường đùa giỡn với khẩu nghiệp. Người tin học Phật Pháp, hiểu lẽ thật ấy, đâu thể tạo nghiệp rồi chuốc họa vào thân. Câu chuyện Quốc vương được đạo. Vua Ưu Đạt là quốc vương nước Bàn Đề, Ấn Độ, đã từng xuất gia học Phật vào thời Phật Ca Diếp. Do phúc duyên ấy mà đời nay được sinh làm vua, đến nay lại được sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca tu hành chứng quả. Vua Ưu Đạt có vị vương phi Nguyệt Minh, tài năng và phẩm hạnh đều rất tốt nên vua đặc biệt yêu mến. Thời gian sau, tướng suy hiện trên gương mặt của phu nhân Nguyệt Minh, ứng điềm tuổi thọ sắp hết. Trong lòng vua hết sức buồn rầu. Phu nhân thưa, đại vương, vì sao đại vương buồn rầu quá vậy? Vua nói, tuổi thọ của hậu sắp hết, ta nghĩ đến mạng người vô thường, đau khổ vì ân ái biệt ly nên không tránh khỏi sầu muộn. Phu nhân đáp lời, Đức Phật từng dạy, cao ắt phải rớt, có đó rồi mất đó, hợp rồi phải ly tan, sinh rồi phải chết, đây là đạo lý nhất định. Chết là việc mà mỗi người chúng ta đều không thể tránh khỏi. Thân người cũng giống như tòa nhà, chết rồi cũng như tòa nhà cũ hoại, nên phải tìm xây nhà mới. Chỉ cần của cải thì có thể xây cất nhà mới. Nếu đại vương có tâm thương tưởng thiếp như vậy, thì xin hãy cho phép thiếp xuất gia tu hành, giúp thiếp sớm chuẩn bị được vốn liếng để cất nhà mới đẹp hơn. Quốc vương nói, nếu khanh xuất gia thì rất khó chứng đạo ngay, cũng không thể sinh cõi trời vì tu muộn. Nhưng khanh nhất quyết xuất gia thì trẫm cũng tùy hỷ, song nếu được sinh lên trời thì phải về cho ta biết. Nếu khanh làm được như vậy, ta sẽ cho khanh xuất gia tu hành. Phu nhân Nguyệt Minh ưng thuận lời yêu cầu của vua. Khi ấy, phu nhân lập một tinh xá trong cung, thỉnh quý đại đức Tỳ Kheo Ni vào trong cung làm lễ phát truyền, trao giới tướng Tỳ Kheo Ni. Nhưng người xuất gia ở trong vương cung nên còn rất nhiều phiền toái, cung nhân lai vãng viếng an hầu hạ, khó bề tinh tấn tu học, cho nên bà quyết định đến tinh xá ở xa để tu học. Sau khi lìa vương cung, Tỳ Kheo Ni Nguyệt Minh tinh tấn khổ hạnh, trải qua 6 tháng dụng công chứng được quả A-na-hàm. Không lâu sau, trong giờ tĩnh tọa, Tỳ Kheo Ni Nguyệt Minh đã phiên tịch lai sinh làm thiên nữ ở cõi trời sắc giới. Sau khi được sinh thiên, thiên nữ dùng thiên nhãn quan sát nhân duyên đời quá khứ, biết mình có ước hẹn với vua Ưu Đạt, liền trở về như lời hẹn. Khi ấy, thiên nữ thấy vua đắm say ngũ dục, khó lòng hóa độ, nghĩ cách trước tiên phải làm cho vua sợ hãi, bằng không chẳng còn cách nào làm cho vua tỉnh ngộ. Tức thời, thiên nữ biến thành vua Dạ Xoa, tay cầm đao sáng ngời, giữa đêm vào ngự phòng, đứng bên vua Ưu Đạt. Khi vua nhìn thấy con quỷ hung dữ kinh hồn kêu cầu cứu, quỷ nói, dẫu có ngàn vạn quân lính hùng mạnh đến đây cũng không thể cứu được ông, giờ chết đã đến, ông làm sao đây? Vua nói, tôi không có làm việc gì ác đức, luôn giữ đúng phép của một vua hiền, tâm ngay thẳng, vậy sau khi chết tôi sẽ đầu thai vào chỗ nào? Quỷ vương đáp, nếu người giữ tâm thanh tịnh là điều thiện, đúng như nguyện mà làm thì sẽ chuyển sinh đến nơi tốt đẹp, còn ông thì không được như vậy. Khi đó vua thấy lời kỳ lạ, tại sao mình làm thiện mà không được sinh cõi lành? Chắc là quỷ này muốn chọc ta, nhưng quỷ là ai mà lại oán thù ta như vậy? Vua hỏi, rốt cuộc ngài là ai, sao lại dám đến đây để khủng bố ta? Quỷ đáp, tôi chính là phu nhân Nguyệt Minh, nhờ xuất gia tinh tấn tu hành nên được sinh lên cõi trời sắc giới, nay giữ đúng hẹn trở về báo cho đại vương hay. Vua nói, trong khanh thật đáng sợ nên ta không tin, nếu thật ái phi của ta lúc trước thì phải hiện nguyên hình ta mới tin. Tức thời, quỷ vương lại hiện nguyên hình của phu nhân Nguyệt Minh ngày trước. Vua Ưu Đạt thấy rồi khởi niệm ái luyến với người vợ cũ. Thiên nữ tức thời bay lên hư không nói pháp cho vua nghe. Đại vương, sắc thân con người là vô thường tạm bợ. Phật dạy, mạng người chỉ sống trong hơi thở, một khi thở không trở lại là đã qua đời khác. Giống như hạt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời lên thì tan mất không còn. Đại vương,
ngài đã từng chính mắt thấy những trang tuyệt sắc giai nhân, thoáng chốc đã trở thành người mặt nhăn chân yếu. Khi tuổi già thì thêm nhiều nỗi khổ, như hai mắt lòa tối, thấy không rõ ràng, tai cũng không nghe rõ, bụng đau lưng khòm, tay chân run rẩy, muốn đi tới lui phải nhờ phương tiện. Thân người giống như bình rượu, lấy hết rượu rồi thì bình không còn chỗ dùng. Tướng già yếu như thế thì ngày chết cũng gần kề, đâu có đáng tham luyến. Con người từ sinh đến tử tất cả đều là vô thường. Đại phương, ngài đã thấy đời người vô thường, đâu phải chỉ có người già mới chết. Tử thần không hẹn với bất cứ lứa tuổi trẻ thơ, thanh niên, tráng niên nào cả. Và trên thế gian này không ai mà không phải chết. Một mai giờ chết đến, tất cả tài sản đều không thể mang theo, đến như thân mạng quý giá của con người còn phải bỏ, huống chi là tài vật. Ngài là người có trí, thấy rõ đời người vô thường nhiều đau khổ, thì tại sao không phát tâm xuất gia học đạo? Vua Ưu Đạt nghe những lời khuyên thống thiết của vợ cũ, liền tỉnh giác, phát tâm xuất gia tu hành. Thiên nữ còn ân cần khuyên nhủ: Đại vương, nếu xuất gia rồi phải tha thiết cầu chánh pháp, được chánh pháp rồi thì ngày đêm chuyên cần tu niệm, chớ có giải đãi, đúng uổng thời gian quý báu còn lại. Nói xong, thiên nữ tức thời biến mất. Vua Ưu Đạt nhường ngôi cho con, bái tôn giả Ca Chiên Viên làm thầy, quyết tâm xuất gia học đạo. Việc xuất gia của nhà vua đã làm ảnh hưởng lớn đến quan dân trong nước, tất cả đều phát tâm cúng dường thừa sự. Vì ngại thương tổn đến đạo nghiệp nên vua lánh tu trên núi Linh Thú, tham gia pháp hội Linh Sơn nghe Đức Phật thuyết pháp. Chỉ thời gian ngắn, vua Ưu Đạt đã chứng được đạo quả A La Hán, đủ sáu phép thần thông. Một hôm, ngài vào thành khất thực, khi trở về đến bên bìa rừng để thọ trai. Lúc đó có vua Bình Sa đang du ngoạn đến bên bìa rừng, thấy vị tăng tướng hảo nên đến cùng vua trao đổi. Ngài vốn là bậc đế vương cao sang, lại đi xuất gia thọ nhận những phật thừa của thí chủ. Tôi thấy ngài thật đáng thương, nếu ngài bỏ đạo hoàng tục, tôi sẽ đem phần nửa nước của tôi cho ngài cai trị, ngài thấy thế nào? Tỳ kheo đáp: Cảm ơn ý tốt của đại vương. Sau khi tôi xuất gia, trong lòng thảnh thơi an lạc. Tôi từng bị ngũ dục sai xử như con tầm nhã tơ rồi chết, chết trong dục lạc thật là đáng thương. Vua Bình Sa nghe tỳ kheo nói thế, im lặng trở về. Vạn vật trên đời đều vô thường, mạng sống như sương chẳng bền lâu, bòn dở khổ không mau xả bỏ, gấp tu Phật pháp góp tư lương. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.